Xin chào, đây là Trường và Mark One đây. Ở năm 2023 chúng ta đang có rất nhiều lựa chọn cho MacBook, nhưng ngày hôm nay mình sẽ nói đến một chiếc máy mà phải nói là toàn diện nhất trong tất cả các dòng MacBook đang có tại thời điểm hiện tại. MacBook Pro 2021 bản 14 inch. Tại sao đây lại là chiếc máy hoàn hảo nhất trong tất cả các dòng MacBook nhỉ? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro nhé. Điểm đầu tiên làm cho chiếc máy này hoàn hảo, đương nhiên rồi, đó là về thiết kế. Chúng ta hãy nhìn lại một chút nhé. Trước năm 2020, các sản phẩm trong hệ sinh thái của Apple đều có một cái ngôn ngữ thiết kế chung, đó là viền của nó hơi bo tròn một chút. Chúng ta có thể nhìn thấy những sản phẩm iPhone 8 Plus, iPhone X hay thậm chí iPhone 11 Series, hay là trên Apple Watch hay thậm chí là có cả iMac đi. Các sản phẩm đều có hơi xu hướng nó hơi tròn tròn một chút và nó có một cái sự sang trọng nhất định trên các sản phẩm của Apple, đương nhiên rồi. Nhưng mà sau năm 2020, khi mà iPhone 12 series ra mắt, bắt đầu chúng ta nhìn thấy được cái thiết kế viền vuông nó bắt đầu xuất hiện, và từ sau đó năm 2021, bộ đôi 14 16 inch của MacBook ra mắt nó cũng có cái thiết kế viền vuông như thế. Nhưng mà có vẻ là Apple có lắng nghe người dùng hơn một chút, khi mà iPhone 12 nó có cái viền vuông nhưng cảm giác là hơi bị lạnh, hơi bị sắc ở tay, thì bộ đôi MacBook này nó có vuông nhưng các cái phần cạnh này nó đã làm cho nó đỡ bị sắc lại, và chúng ta sẽ không cảm thấy khó chịu khi mà chúng ta thao tác ở trên cái chiếc máy này đâu. Chỉ có một điểm trừ duy nhất, đó là khi mà chúng ta mở máy lên á, Apple có làm chúng ta một cái điểm hở để chúng ta mở máy lên, thì hai cái cạnh của cái phần này nó vẫn đang còn rất là sắc. Theo mình thấy thì từ lúc nó ra mắt đến giờ cho đến lúc mà thời điểm này là 2023, nó vẫn đang còn tương đối sắc, nhưng mà mình cảm giác thì nó không quá là khó chịu, bởi vì mình cũng quen rồi mà, mở ra mở vào nhiều nó cũng quen thôi, nên là không quá khó chịu với cái điểm này. Nói thêm một chút về thiết kế, đây là một sản phẩm từ năm 2021 và nó là cái điểm tiên phong đầu tiên trong cái việc mà ngôn ngữ thiết kế vuông. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn thấy càng nhiều hơn những cái sản phẩm mà có thiết kế vuông này. MacBook Pro 14 inch, 16 inch cũng là một trong những sản phẩm đầu tiên đặt cái nền móng cho cái thiết kế viền vuông. Sau đó chúng ta có thể nhìn thấy được là MacBook Air M2 cũng viền vuông, Apple Watch Ultra cũng viền vuông. Như vậy có thể mờ mờ nhận ra được rằng là Apple về sau nữa sẽ bắt đầu làm các sản phẩm của mình với cái thiết kế ngôn ngữ như thế này, và mình tin rằng với cái thiết kế lâu dài như thế và cái sự lười của Apple, lười trong thay đổi, thì cái thiết kế này sẽ ít bị lỗi thời và gần như là chúng ta có thể theo cái thiết kế này nó trending trong một vài thời gian nữa rất là dài đấy nhá. Thiết kế đã làm điểm rất ăn tiền ở trên chiếc máy này rồi, còn nói về màn hình thì sao, nó lại còn ăn tiền hơn nữa, bởi vì trước đây tất cả các dòng MacBook của chúng ta đều sử dụng màn hình LCD, nhưng đến với sản phẩm MacBook Pro 2021 14 inch này thì nó vẫn là màn hình LCD, nhưng bây giờ nó là màn hình mini LED. Tức là sao ạ? Tức là màn hình này của chúng ta sẽ có một cái màu đen sâu hơn rất là nhiều. Cùng với đó nữa, cái hình ảnh của nó hiển thị cũng rực rỡ hơn. Từ đây, cái danh là MacBook màn hình chuẩn màu, màn hình đẹp đã là một vị thế rất là cao rồi, bây giờ nó còn cao hơn cả như thế nữa. Những người dùng photographer này, những người chỉnh ảnh này, làm video này đã rất là nghiện với MacBook rồi, còn bây giờ cái màn hình nó đẹp hơn như thế này nữa càng tăng cái sự chuyên nghiệp lên trong công việc của họ. Và sau 2 năm tồn tại trên thị trường thì MacBook Pro 2021 bản 14 inch này vẫn thuộc top những chiếc màn hình đẹp nhất trong giới laptop luôn. Bonus cái nữa, màn hình 120Hz ProMotion biến chiếc máy này có màn hình từ đỉnh trở thành đỉnh của chóp. Ai mà đã sử dụng chiếc máy này thì sẽ nghiện luôn với cái màn hình này đó. Nên nếu như đây là một chiếc máy trong wishlist của bạn thì hãy lựa chọn ngay đi nhá. Không biết các bạn đã từng gặp cái trường hợp này chưa, nhưng ở Mac One đã có một số khách đến và tìm chiếc máy này với một cái tên hơi kỳ cục một chút, đó là MacBook Pro M1 Pro. Vâng, hai chữ Pro ở trong cùng một cái tên thì lại phải biết được là cái máy này nó đỉnh cao như thế nào. Và quả thật là nó đỉnh cao thật. Trong cái lineup của các sản phẩm năm 2021 thì đây là một trong những sản phẩm đỉnh nhất. Với cái hiệu năng cơ bản thôi đã là chip M1 Pro, 8 core CPU và 14 core GPU. Ngoài ra nữa còn có các cái lựa chọn là M1 Max với nhiều nhân đồ họa hơn. Cái sản phẩm này thì đương nhiên đã được định hình cho những cái người dùng chuyên nghiệp về làm phim, làm nhạc hay là dựng đồ họa 3D, thì gần như là những cái công việc cơ bản nó đều cân được dễ dàng, và những cái công việc bên trên cũng không phải là cái điều gì quá khó ăn. Trước đây mình đã lên một cái video về chiếc MacBook Pro 2020 chip M1 bằng một thường, nói thế cho nó dễ nhớ, dễ hiểu. So với cả chiếc MacBook Pro 16 inch 2019 dùng chip Core i9 luôn, và nó vả sấp mặt chiếc Core i9 luôn, thì MacBook Pro 2021 14 inch M1 Pro thì nó phải khỏe như thế nào? Chiếc máy mà mình đang giới thiệu ở đây đang là bản Base, bản 16GB RAM và 512 SSD,
Đương nhiên với cái các cấu hình cao hơn, bộ nhớ nhiều hơn và RAM lớn hơn thì nó mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm nó VIP Pro Max hơn nữa đấy nhá. Nói đến đây có lẽ là mọi người sẽ nói rằng là một cái chiếc máy có hiệu năng đỉnh cao như thế này thì chắc chắn là nhiệt độ cũng sẽ rất là cao khi mà sử dụng. Và khi nhiệt độ cao như thế thì cũng chả kém gì con i9 kia đâu, cũng lại crash rồi dùng nóng máy rồi lag giật các thứ. Nhưng mà không, rõ ràng rồi, một con chip từ Apple Silicon, Apple làm, Apple sản xuất, Apple tối ưu thì đương nhiên là nhiệt độ nó sẽ rất là tốt. Mình đã có lên một cái video chơi game ở trên MacBook và mình sử dụng một chiếc máy đó là MacBook Pro 2021 giống như thế này, nhưng mà là bản 16 inch, 16 GB RAM, 512, chơi thoải mái luôn với một tựa game như thế nhá. Còn để max setting, nhiệt độ cũng loanh quanh khoảng 60-70 độ. Như vậy là chúng ta có thể thấy được cái sự kiểm soát nhiệt độ rất là tốt ở trên chiếc máy này rồi đó, xứng đáng nằm trong những chiếc máy hoàn hảo nhất luôn. Đặt ra một cái bài toán nữa, liệu với 1.5 năm đã ra mắt như thế thì cái sản phẩm này có còn đỉnh cao như ngày trước nữa hay không? Thì câu trả lời là có. Chúng ta hãy nhìn sang hai sản phẩm, bắt cầu một chút nhé. Hai sản phẩm đó là MacBook Air M1 và MacBook Air M2. Hai sản phẩm này đều bán rất là chạy cho đối tượng là học sinh sinh viên và đối tượng văn phòng. Chúng ta có thể nhìn thấy thêm rằng MacBook Air M1 vẫn đang là sản phẩm bán rất chạy. Bởi vì sao? Một là giá nó rẻ, hai là hiệu năng vẫn đang rất ổn định và không có hiện tượng gì gọi là đuối trong các cái công việc đúng với nhu cầu của người dùng trong đối tượng đó. Thì quay sang cái sản phẩm MacBook Pro 2021 bản 14 inch này đi, chúng ta cũng có thể nhìn thấy được rằng là Apple khi mà ra mắt sản phẩm mới của họ cũng có đề cập đến các sản phẩm mới cũ. Và trong cái bài so sánh về MacBook Pro 2021 bản 14 inch chip M1 Pro so với cả M2 Pro 14 inch thì cái sự chênh lệch chỉ là 20%. Các bạn cứ cảm tưởng như kiểu là một cái video 2 phút các bạn render thì một cái mất tầm 2 phút, một cái mất 1 phút 50 giây. Nó chênh lệch rất là ít như vậy thôi. Vì vậy nên là đối với cả chiếc máy này thì thời điểm này nó vẫn đang đáp ứng được rất là tốt cho tất cả các công việc mà nó được sinh ra để đảm nhiệm. Ví dụ như là thiết kế đồ họa này, dựng 3D này, làm code này. Đó, những công việc đấy đương nhiên là sẽ ok. Tất nhiên là khi một chiếc máy có hiệu năng đỉnh cao như thế thì viên pin ở bên trong của nó cũng phải rất là tốt để có thể gánh được cái hiệu năng cao. Thì mình có sử dụng cái chiếc máy này với những công việc thực ra không đúng với cả cái tác dụng của nó. Khi mà mình dùng chỉ là soạn thảo văn bản này, research này, xem YouTube này, dùng cái đơn giản như thế thôi và mình sử dụng cả ngày, thậm chí là đến 17-18 tiếng luôn, thì mình đã thấy được rằng là cái viên pin ở trên chiếc máy này nó quá trâu. Như vậy là khi mà các bạn sử dụng với đúng cái chức năng của nó để là render video này, làm video hay là làm các công việc nặng khác thì pin nó có thể sẽ ít thời gian hơn so với cả cái việc mà mình vừa dùng. Có thể nó sẽ tầm 10-12 tiếng. Nhưng mà 10 đến 12 tiếng đã là một cái thời gian rất là lâu rồi để cho chúng ta có thể làm việc trên một chiếc máy tính. Mà còn chưa kể nhá, MacBook còn có một cái điểm rất là hay. Khi mà các bạn sử dụng MacBook ấy, thì hiệu năng của nó luôn đạt đỉnh khi mà các bạn sử dụng cả pin hoặc là các bạn cắm mở từ ổ điện ngoài. Vậy nên là cái viên pin của nó cũng sẽ rất là ok. Thời điểm này thì có lẽ nếu mà các bạn đi mua MacBook thì pin nó cũng không còn là 100% nữa. Pin nó chỉ từ khoảng 87-95% thôi. Nhưng mà đối với cả những cái thời lượng pin như thế thì chúng ta cũng có thể sử dụng nó thoải mái luôn nhá. Nên là không phải lo lắng gì đâu. Vẫn là một điểm rất hoàn hảo trên chiếc máy này đấy. Không biết mình đã nói về cái mức giá của chiếc máy này trong video chưa nhỉ? Nhưng mà thôi, nói lại đi. Với cái khoảng hơn 35 triệu trên cái chiếc máy này, chúng ta có thể nhìn thấy được nó đang bằng giá với một sản phẩm hàng mới luôn nhé. MacBook Pro bản 13 inch, chip M2, 16 GB RAM và 256 SSD. Nếu mà nói sang cái sản phẩm hàng mới đấy, chúng ta có thể thấy được cái trải nghiệm dùng nào nó xịn hơn cái chiếc máy này không? Cùng thử xem nhé. Với cổng kết nối ở trên cả hai sản phẩm này, thì MacBook Pro bản 13 inch kia cũng đại diện cho các sản phẩm bản 13 inch khác của dòng MacBook Pro, chỉ có hai cổng Thunderbolt mà thôi. Còn quay sang với cả MacBook Pro bản 14 inch 2021 này, chúng ta vừa có 3 cổng Thunderbolt, vừa có cả sạc MagSafe, vừa có cả HDMI, có luôn cả chỗ cắm thẻ nhớ, lại còn có cả chỗ cắm tai nghe. Gần như là chúng ta chỉ thiếu đúng cái cổng USB thôi, còn lại tất cả đều đầy đủ. Nói tiếp sang với cả bàn phím, thì tại sao ở trên chiếc 14 inch và 16 inch lại không có cái touch bar trông fancy, trông high tech hơn như là ở trên bản 13 inch? Bởi vì là Apple cũng đã nhận ra được rằng cái tính thực tế của cái phím vật lý nằm trên cái bàn phím của 14 và 16 inch này nó tốt như thế nào. Vì vậy nên là trên sản phẩm này không có cái phím touch bar nữa. Và chính mình cũng cảm thấy rằng cái phím vật lý này cũng cảm giác được tốt hơn nhiều khi mà dùng so với cả touch bar nhé. Touch bar thì cảm giác nó hơi tệ bởi vì là nó phẳng lý là bấm chưa chắc đã trúng, mà có khi bấm nhiều quá là còn hỏng. Nên là phím vật lý vẫn là chèn ái luôn. Nói đến camera của chiếc MacBook Pro 14 inch 2021 thì đang có chất lượng là 1080p. Và đây cũng là cái sản phẩm camera đang có cái thông số tốt nhất trong các cái đời MacBook. Nếu mà các bạn vẫn đang còn phải học online, hoặc là đơn giản là các bạn chỉ gọi điện cho người yêu qua cái máy tính này thôi chẳng hạn,
thì camera này cũng đang làm rất là tốt cho chúng ta về cái việc truyền tải hình ảnh và cũng như là học Zoom hoặc online đấy nhá. Như vậy mình đã liệt kê ra một list những cái lý do tại vì sao đây là chiếc máy hoàn hảo nhất trong tất cả các dòng MacBook theo quan điểm của mình. Với khoảng giá 35 triệu như thế, chúng ta có được tất cả những cái trải nghiệm đỉnh cao của những chiếc MacBook 47, 48 triệu tại thời điểm hiện tại. Có chắc là nó chỉ đuối hơn một chút, khoảng 20% về kỹ năng của tôi. Còn ngoài ra nó vả sấp mặt tất cả các con máy MacBook trong cái tầm giá này luôn. Mà chưa kể vì đó nữa là các cái sản phẩm Windows cũng rẻ chừng với cả chiếc máy này luôn đấy nhá. Quan điểm của các bạn như thế nào về cái sản phẩm này? À mà, với cái mặt giá như thế thì tại sao chúng ta không làm một cái bài so sánh về MacBook 2021 bản 14 inch với cả Pro M2 bản 13 inch nhỉ? Nếu các bạn hào hứng về cái bài so sánh này, hãy để lại ý kiến bên dưới phần comment và cho mình biết rằng các bạn muốn bài so sánh này nhá. Cùng với đó nữa, nếu như các bạn quan tâm và có những cái chia sẻ gì thêm về MacBook Pro 14 inch 2021, hãy để lại bên dưới phần comment. Hãy để lại cả thêm nút like, nút share và đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Shop và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.